Chào cả nhà. Sáng nay em đi ra thăm vườn bông. Đây là những cây bông trang được trồng xuống đất từ những cái nhánh chiết hôm trước mà em có quay cái clip cắt nhánh chiết. Thì hôm nay cây cũng đã tỉnh lên và khỏe. Đây, nhánh chiết từ cây rất là lớn. Cái gốc bằng ngón tay cái hơn gốc bằng ngón chân cái luôn. Đây là những nhánh chiết màu đỏ, màu vàng. Cây phía bên đây là màu vàng. Phía bên đây màu vàng. Hôm nay mấy cây này tỉnh hết rồi. Cả nhà xem. Chậu vàng này. Uống bonsai là đẹp cực kỳ luôn. Cái bông. Đó, bông vàng. Có trái nè các bạn. Cái này trang vàng, trang vàng lá lớn. Có ba nhánh búp. Thấy thương quá. Chuẩn bị ra hoa rộ. Thân được chiết từ cây lớn, thân to cỡ bằng ngón tay áp út luôn, rất là to, thân chắc khỏe, rễ các bạn xem, nhánh chiết rất là khỏe, rễ mọc ở dưới, rễ mọc chùm chùm luôn. Đây. Đây các bạn xem cái gốc này khá là to, bị nghiêng một bên này, chỉnh lại cho đây. Wow, cái gốc này cả nhà xem tham khảo, yêu thích thì hãy comment bên dưới giúp mình. Gốc này cỡ bằng lớn hơn ngón chân cái luôn. Cái bông phía trên đỏ rộn. Vậy là có gốc bên trái này to, gốc bên phải này to, hai cây. Cây bên đây mình bán với giá là 350, bên đây 300. Đó là giá đưa ra tham khảo. Yêu thích muốn mua thì hãy comment bên dưới giúp mình.
rồi mình kết thúc video ngắn này ở đây. Chúc cả nhà buổi sáng thật là vui vẻ, có một ngày làm việc thật là năng động. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye bye.